chúng con với bổn nguyện lành. Trên khói hương này xin cha mẹ chứng, tâm chúng con tu được đắc thành. Khói hương xông thấu mấy tầng xanh, tâm chúng con với nguyện bổn lành. Trên khói hương này xin cha mẹ chứng, tâm chúng con tu được đắc thành. Nguyện chung, nguyện chung hàng, chung lối, chung quy một nhà. Nguyện chung lòng chờ ngày long qua. Nguyện chung lòng chứng bồ đề Phật quả. Nguyện chung với lòng đừng giận đừng hờn. Nguyện chung lòng kết chặt mối duyên. Nguyện chung lòng trăm họ chung điều an vui. Nguyện chung lòng tưởng Phật trong lòng. Nguyện chung lòng cứu người, người ơi. Nguyện chung lòng thành chúng con cầu cha mẹ. Nguyện chung lòng sáng ngời năm châu. Nguyện chung lòng thành khói hương nghi ngút. Nguyện chung vui ta sẽ chung vui. Nguyện chung về đây cao đài chánh thất. Nguyện chung cúi đầu củ huyền trăm họ. Nguyện chung cho mình được giải thoát kiếp này. Cao đài tự nhớ vị và Nam Mô Di Đà Phật. À, chùa Cao Đài Tự thì bữa nay khánh thành cũ trùng đài. Và chú Phú nghe nói là ngày khánh thành cũ trùng đài này để cầu xin cái hội Long Hoa sẽ diễn ra và tới cho đời thượng cổ quý vị. Và Nam Mô Di Đà Phật. Di Đà Phật. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hiện tòa đạo tràng mười phương chư Phật hồn thiên sông núi, các hiền thánh tăng hội tụ về đây để nguyện chư Phật mười phương gia hộ cho buổi khánh thành được thành tù. Chúng con thành kính cung thỉnh với ngài, kính mời quý vị khởi thân niệm Phật cầu gia hộ, cung thỉnh với ngài niệm Phật. Nam mô Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Sama Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Cúng thỉnh với ngài An Tọa, kính mời cô bảy bài xuống kinh niệm Phật, sau đó quý Phật tử chúng ta lắng lòng thanh tịnh để cô bảy niệm Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Sau khi quý vị tụng xướng kinh lễ Phật xong, kính mời quý vị lắng lòng thanh tịnh tiếp tục chương trình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xây chùa tô tượng đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Và thật như vậy, thể theo lời dạy ấy, hàng cư sĩ Phật tử chúng con để có một
ngôi thánh thất thoáng mát trên đồi núi để cho cư sĩ Phật tử tứ phương về đây tu học. Chúng con cảm thấy hạnh phúc và hoan hỷ vô bờ bến. Hôm nay ngày 4 tháng 10 năm 2022 nhằm ngày mùng 9 tháng 9 năm Nhâm Dần Phật lịch 2564 tại chùa Cao Đài, ấp Chùa Bà, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, long trọng tổ chức lễ an vị Phật khánh thành. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức thượng tọa hòa thượng chủ trì và đại diện các chùa, quý cư sĩ, quý Phật tử, a cha, ban quản trị các tỉnh thành, chánh tích, quan lâm về tham dự buổi lễ khánh thành hôm nay. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, mượn phẩm vật thay đôi lời kính ngưỡng, kính mong quý ngài thương tượng chúc tâm lành, cầu cửu huyền thất tổ được siêu sanh, cùng gia quyến hiện tiền tăng phước thọ. Và đây trên đồi núi trang nghiêm thanh tịnh, hương tỏ thơm lòng, phụ phục tâm tư, bằng niềm tôn kính, chúng con xin dâng lên những lời tác bạch hiện tiền chư tôn đức chứng minh. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Quỳnh Hán Nghĩa thay mặt cho gia đình cùng toàn thể quý Phật tử có đôi lời tác bạch. Xin trân trọng kính mời ông. Dạ, cảm ơn sư. Chúng con thỉnh cầu lên Phật Tổ Như Lai, thỉnh cầu lên chư Phật mười phương, thỉnh cầu lên Cha Thiên Mẫu Địa Cứu Độ. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Nam mô Phật Mẫu Diêu Trì, Nam mô Hồng Quân Lão Tổ, Nam mô Bàn Cổ Sơ Khai, Nam mô Đạo Đức Thiên Tôn, Nam mô Cửu Thiên Huyền Nữ, Nam mô các cung Thế Chí Bồ Tát, Nam mô các cung Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô các chư vị năm non bảy núi, Nam mô các đấng hương linh cửu huyền trăm họ. Hôm nay chúng con huynh đệ tỷ muội vui mừng xiết bao được chung quy về đến nơi đây Thiên Cẩm Sơn mầu nhiệm để chầu kiến cha mẹ, chư Phật mười phương, các vị tiên thánh thiên liêng. Nơi thánh sơn huyền bí, chúng con được cha mẹ chuyển xoay để được tròn duyên để về sum họp tại nơi này. Chúng con không diễn tả hết được sự vui mừng nô nức của chúng con. Trước là được trình diện trước mẹ cha và các đấng thiêng liêng, sau là chung quy đoàn tụ và một lòng một dạ dâng lên cha mẹ thành quả huy hoàng của chúng con là Trung ương Bát Quái Đài, Cổng Tam Môn và Nhà Tổ. Kính thưa với tất cả huynh đệ tỷ muội hiện diện hôm nay, chúng ta nhất tâm nhất lòng cùng nhau vui mừng khai hội ngày đại lễ khánh thành Trung ương Bát Quái, một công trình mà cha mẹ đã giao đặt cho chúng ta phải làm, phải bỏ công sức, phải đối mặt với khó khăn, trở ngại để hoàn thành. Đó là sứ mạng chúng ta được giao phó. Và hôm nay chúng ta hãnh diện để thưa với cha mẹ là chúng ta đã làm tròn phần sự. Chúng con cúi đầu đảnh lễ tạ ơn cha mẹ đã xoay chuyển, dắt dìu, phù độ cho chúng con để chúng con có thể hoàn thành công việc, vượt qua biết bao nhiêu khổ nhọc, gian truân và trắc trở. Thời gian kéo dài gần 2 năm, trải qua rất nhiều tháng phải dừng công việc hẳn vì đại dịch toàn cầu. Chúng con đã thành tâm lập bàn hương án tại thư thất suốt 9 tháng để cầu xin ơn trên xoay chuyển. Và chúng con đã chứng kiến tận mắt lòng yêu thương và sự phù độ của mẹ cha.
Cha đã từng điển xuống cho chúng con câu nói: vô vi thầy chuyển, hữu hình con lo. Trong suốt thời gian gần 2 năm xây dựng, cha mẹ luôn luôn nhìn xuống để công việc của chúng con được hanh thông. Chúng con thành tâm biết ơn mẹ đã ban xuống tài lực, đức tin và sự vững tâm để chúng con hoàn thành công trình này. Mẹ đã nhiều lần tuyệt bút cho chúng con để chúng con hiểu rõ tầm quan trọng của công trình mà vững tâm làm việc. Mẹ đã phái các vị thầy, các tỷ thiêng liêng theo sát chúng con từng bước. Mọi chi tiết như chúng ta đã thấy, những phù điêu, những tượng, những hoa văn đều có sự chỉ dẫn tỉ mỉ của các của sư phụ và các tỷ. Trong ngày lễ trọng đại hôm nay, dưới sự chứng minh của mẹ cha, chúng em xin nhân dịp này để nói lên lời cảm ơn tận đáy lòng đến tỷ Kim Hoa. Chị đã mất nhiều thời gian tìm kiếm chúng em. Khi tìm được rồi, chị lại tác hợp cho hai em. Đó là bà xã Hằng đang đứng phía bên tay phải, để chúng em được thành duyên vợ chồng. Rồi trong suốt 9 năm, chị dìu dắt chúng em học đạo, từ từ bước vào con đường đạo để đến gần, để hiểu và để thờ kính cha mẹ. Thời gian đầu, chị hạ thế, nhập xác đều đặn mỗi tháng là 3 lần, trong các ngày mùng 9, 19 và 29. Hôm nay rất là đặc biệt là ngày mùng 9 tháng 9 là ngày kỷ niệm ngày hạ thế của cô Kim Hoa, và chúng ta có hân hạnh để làm cái buổi lễ trúng cái ngày hôm nay. Xin thưa với quý vị, Hằng, bà xã của tôi, đã từng bệnh rất nhiều, và cô đã xuống và cho biết bao nhiêu bài thuốc, và tổng cộng là cô đã cứu mạng được Hằng tất cả là 4 lần. Năm 2017, chị đã dẫn dắt chúng em về núi, và từ đó mọi việc từ từ khai mở. Chị dạy chúng em nhiều lắm, từng chi tiết nhỏ, dạy chúng em từng cách mua sắm lễ Phật trong các buổi cúng, cách xếp đặt bàn hương án, đến từng bài kinh bài kệ. Chị không bao giờ là một chị vị tiên giáng họa hay là ban phước. Chị không bao giờ trừng phạt chúng em. Khi chúng em làm sai, chị chỉ khóc mà khuyên rứt. Bài học chị ban là hai chữ từ bi rất to và rất đậm. Ơn chị, chúng em không bao giờ quên. Chúng em cũng thành tâm cảm ơn tỷ Thiên Hoa, vị tiên bổn mạng của Hằng. Tuy tỷ Thiên Hoa giáng thế ít niên hơn tỷ Kim Hoa, nhưng chị đã đến gần hai em và dạy dỗ rất nhiều. Người không hiểu thì có thể nghĩ là chị nghiêm khắc, nhưng mà thật ra chị nghiêm mà không khắc. Bài học của chị ba cũng là hai chữ từ bi rất đậm tình. Chúng em không quên cảm ơn tỷ Ma Xoa, người chị dễ thương, dễ mến, bộc trực nhưng hết lòng với chúng em. Những ngày lễ lớn, chị vẫn đều đều xuống thế tham dự và ban cho chúng em những lời khuyên, lời khuyên chân tình. Con cũng xin có lời biểu lộ biết ơn với sư phụ, đó là Đức Thái Thượng Lão Quân nằm ở bên phía trái của chúng ta. Ngài Thái Thượng Lão Quân hay còn gọi là Đạo Đức Thiên Tôn, thầy đã cho chúng con 4 câu thơ: biển trần khổ chơi vơi trời nước, ánh thái dương dọi bước phương đông, tổ sư Thái Thượng Lão Tôn Quân ra tay chỉ đạo dày công nhọc nhằn. Con xin cảm ơn sư phụ đã nhiều niên đứng ra chỉ đạo dẫn đường cho chúng con, để chúng con được viên thành như ngày hôm nay. Trong những niên đó, chúng con đã từng thiếu trí tuệ để không biết sư phụ là ai. Mãi đến tận 2 năm gần đây thì chúng con mới rõ. Kính thưa các huynh đệ tỷ muội, Ngài Thái Thượng Lão Quân đã tái thế, đã xuống trần chỉ đạo hướng dẫn
chúng sinh qua thời kỳ kỳ ba khổ độ. Các huynh đệ tỷ muội cũng thấy Ngài ngồi ngự trên ngọn núi rất là oai nghi. Phía dưới của Ngài là con trâu thần. Xin kính thưa các vị hòa thượng đại đức tăng ni, các phật căn, các huynh đệ tỷ muội, xin thay mặt cho chủ nhà là anh Nguyễn Ngọc Thảo, trưởng ban cai quản cao đệ tử, xin kính chào và cảm ơn tất cả các quan khách, các phật căn, các đại diện cho bổn đạo và huynh đệ tỷ muội từ khắp nơi về khai hội hôm nay. Hôm nay chúng ta long trọng làm lễ khánh thành, xin hãy chung lời cầu nguyện cùng cha mẹ cầu cho công trình này sẽ giúp cho trăm họ được hưởng nhờ. Xin hãy chung lời cầu nguyện để hội Long Hoa được diễn ra long trọng đúng như chu kỳ tiến hóa tự nhiên của càn khôn. Xin hãy chung lời cầu nguyện cùng cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, cùng mẹ là Phật Mẫu Diêu Trì, cùng chư Phật mười phương, cùng tam cõi cộng đồng và các vị thiên thánh, cùng toàn thể chúng sanh được an toàn trong kỳ ba phổ độ. Xin hết. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, quang mang giữa vãng đêm trường, nhờ đèn tam đạo soi đường chúng sanh, mênh mông bể khổ linh đinh, nương thiền tam bảo chúng sinh thoát nàng, mang hạnh nguyện bớt lên đường cứu khổ. Càng kính thương bậc thượng sĩ sức trần, mỗi ra vào các bụi đại châu thân, càng sung túc thêm tô chân thế. Giờ phút này toàn thể gia đình thí chủ, quý vị cư sĩ, Phật tử lắng lòng thanh tịnh, hướng về chư tôn đức, chúng con thành kính cung thính thượng tòa Dương Quân có đôi lời cảm niệm công đức ban đạo từ cho buổi lễ khánh thành hôm nay được thấm nhuần lợi lạc. Kính cung thỉnh thượng tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính hòa thượng thượng tòa đại đức tăng ni, kính thưa thí chủ cùng tất cả quý vị Phật tử, quý khách đã đến tham dự trong cái ngày lễ khánh thành hôm nay. Thì hôm nay thì sư cũng có danh dự được ban tổ chức lễ khánh thành hay như là trung ương bắc quái tại cái thanh thất cao đài tự ở Châu Đốc ngày hôm nay. Thì sư cũng thay mặt cho các vị chư tăng đã đến dự ngày hôm nay cũng cảm thấy như là trong lòng cũng cảm nghĩ, cảm thấy như là quý vị, nhất là chủ trì ở bên như là cao đài thanh thất cao đài tự, rồi cả quý vị trong cái đại diện của bên đạo cao đài đã tạo điều kiện như là rất là tốt thì cho coi như là các vị Phật tử lại để mà cùng chung tu bộ xây dựng ở đây thành một cái khu của cao đài như là rất là quý báu, rồi tạo thêm một thờ Phật ở bên đó. Thì cho nên tất cả việc làm của các ngài các vị ở bên cao đài thanh thất cao đài tự thì sư nhận xét thấy là đây là một cái tấm lòng quý báu để mở rộng cái tấm lòng coi như là hòa hợp, không có phân biệt coi như là các đạo, thì đạo nào cũng vậy. Thì cuối cùng coi như là chỉ mong muốn làm sao cho Phật tử, hướng dẫn Phật tử để coi như là tu tâm về dẫn tánh mình cho được tốt, coi như là đẹp trong cái xã hội, trong cái đạo. Từ chỗ đó tôi thấy cái một cái đó là rất là quý. Tôi cũng chưa, và các vị sư cũng chưa coi như là vinh dự được ngồi ở trong cái không gian của bên cao đài mà sắp xếp như vậy, cho nên tôi rất là tâm đắc và cảm ơn đến chủ trì của cao đài ở đây với các vị đại diện cao đài ở bên núi Cấm Châu Đốc
đã tạo điều kiện. Cái thứ nhất, cái nữa thì lại đến đây thì thấy một cái cảnh của ngôi cao đài ở đây, rồi dưới là hai bên rồi xây cất cái này thì nó rất là phù hợp, cái cảnh của nó rất là đẹp mà nó căng sức, cho nên thì một cái cảnh rất là đẹp, nhất là hai cây này cũng rất là đẹp, rồi làm cái này nữa thì cho nên rất là phù hợp với cái đây, rất là hay. Cái thứ ba thì sư cũng cảm thấy cái như là anh gia đình anh Quỳnh Hán Nghĩa với cô Đặng Thúy Hằng đã anh Nghĩa đã trình bày qua rồi thì sư không có nói gì nhiều bởi vì thời gian cũng ít, cho nên thì có cái sự phát tâm do cái như là mình đã có lòng và phát tâm lại đây liên hệ các vị đại diện bên cao đài ở đây. Ngồi bên cao đài ở đây thì cũng coi như là mở rộng cho các vị, tạo điều kiện cho các vị coi như là Phật tử đã coi như là tu bộ xây dựng được tốt đẹp như ngày hôm nay mình đã tổ chức khánh thành cái trung ương bát quái ở tại đây. Thì sư cũng hy vọng là cái sự đoàn kết, cái sự phối hợp của các ngài người với cái sự coi như là mở rộng cho phép của đại diện chủ trì của cao đài thanh thất cao đài tự ở đây với các vị đại diện cao đài ở đây có thể là phối hợp mở rộng thêm rồi để làm sao cho cái khu này càng ngày càng được coi như là cảnh quan rồi rộng rãi rồi tốt đẹp hơn. Đó là cái sự hy vọng của tôi. Rồi cũng thời gian nó cũng không cho phép nhiều thì xin đại diện cho các vị chư tăng đến từ ba tỉnh ở miền Tây đến đây thì một lần nữa xin chân thành cảm ơn coi như là tất cả quý vị là ban tổ chức khánh thành ngày hôm nay với các vị đại diện bên cao đài coi như là đã tạo điều kiện và tiếp đón bằng một cách nồng nhiệt, cho nên tôi thay mặt cho các vị chư tăng 12 vị trong ba tỉnh đã đến đây một rất chân thành cảm ơn tấm lòng quý báu của các ngài các vị và quý vị Phật tử, như là xin chúc tất cả chúng ta được thành công an lạc. Xin hết chúng con đại diện cho gia đình thí chủ xin thành kính tri ân những lời pháp nhủ của thượng tọa. Chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm đời đời nhớ những lời pháp nhũ của ngài. Chúng con nguyện tinh tấn tu hành làm theo ý của ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thể theo chương trình theo cái truyền thống mà khác nhau giữa hệ phái thì hôm nay chúng tôi cũng có là cô Hiền là MC 2 để phụ giúp làm chương trình nó được chọn phần lên chân cũng như chân đăng. Xin mời cô Hiền tiếp tục chương trình để giúp chúng tôi. Tâm chúng con với bổn nguyện lành, trên khói hương này xin cha mẹ chứng, tâm chúng con tu được đắc thành. Khói hương xông thấu mấy tầng xanh, tâm chúng con với nguyện bổn lành, trên khói hương này xin cha mẹ chứng, tâm chúng con tu được đắc thành. Nguyện chung hàng, chung lối, chung quy một nhà. Nguyện chung lòng chờ ngày lâm qua. Nguyện chung lòng chứng bồ đề Phật quả. Nguyện chung với lòng đừng giận đừng hờn. Nguyện chung lòng kết chặt mối duyên. Nguyện chung lòng trăm họ chung điều an vui. Nguyện chung lòng tưởng Phật trong lòng. Nguyện chung lòng cứu người, người ơi. Nguyện chung lòng thành chúng con cầu cha mẹ. Nguyện chung lòng sáng ngời năm châu. Nguyện chung lòng thành khói hương nghi ngút. Nguyện chung vui ta sẽ chung vui. Nguyện chung về đây cao đài chánh thất. Nguyện chung cúi đầu cửu huyền trăm họ. Nguyện chung cho mình được giải thoát kiếp này. Cảm ơn.
anh tắm chậm đây. Giới đăng lòng thành chúng con dân cúng, dân đăng cầu xin cha mẹ soi đường chúng con, dân đăng giới lòng thành kính, dân đăng soi bước chúng con chung quy, dân đăng điển quang linh cha mẹ đà phủ điển, dân đăng soi thấu trái tim nhiệm màu, dân đăng sáng để gọi chúng con trở về. Nam mô A Di Đà Phật. À, xin cảm ơn cô Hiền. À, từ trong giọt lệ cuộc đời, mấy ai tìm được nụ cười pháp hoa, vui sao giữa chốn ta bà, bỗng dừng lên một đó liên hoa rạng người. Từ thời gian an vị Phật cho đến tác bạch của gia đình thí chủ, ban đầu từ của chư tôn đức, vào giờ này là giờ chính thức cắt băng thánh thành. Chúng con kính cung thỉnh chư tôn thượng tọa 12 vị, kính mời sư 12 vị sư cô, trong đó có anh Nghĩa và 9 vị nữ tiến ra cổng tam môn, 8 vị đại đức cắt băng, 12 sư cô đứng cầu nguyện, anh Nghĩa đứng giữa ôm bông, bắt đầu chương trình. Cho mọi lúc sốt thỏa dẫn đi, sốt mọi đấy, sốt thỏa dẫn cắt á. Vì theo sự hướng dẫn của thượng tọa trưởng ban nghi lễ, hai cha chư tăng mở khóa kinh cầu an một tiếng. Cung thỉnh thượng tọa. Nam mô ta sa pha qua to ra to sam sam quan ca sa nam mô ta sa pha ca va to ra to sam sam quan ca sa nam mô ta sa pha ca va to ra to sam sam quan ca sa karunai ca ni a tha ye ta ye sam la pa ni nam bo re tva pa ra ma ye sa pe a pa ta sam bo ma ta ma ê tê na sa in dâu anh chê na hàn đô tê chê dâm an ca lăng chê dâm tô phô thi dê mô lê sát gia năng lâm tê vô tê nô ê quang trăng vô chê dô hào ê dê sô chê dâm an ca lê a pa ra chê tê pa lăng kê sê sê pa ta vi pa ta rê a phi sê kê sê mô phô thi dê năng hàng kram pan tô phô mô tê tê sô năng ca tang su ngang ca lang su pha phía tang su an thị tang su khăn nô su mô hát tơ chê sư yết tham prong ma cha rây su pha tê thị năng ca ya cam năng vya cha cam năng pha tê thị năng. Về đây xin họp chúng con trùng phùng, về đây dâng lễ khánh thành chung quy ba cõi, về đây dựng cờ một lòng cầu nguyện, về đây cắt băng lễ khánh thành, về đây nhận củ cờ nơi chánh thất như củ hoa các lễ khánh thành. Đó là nhiệm vụ ta làm. Dựng cờ các hoa là long hoa đại hội. Nam mô A Di Đà Phật. Sau khi cắt băng khánh thành, chúng tôi sẽ đếm số ngược, sau đó chúng ta bắt đầu cắt băng khánh thành. 3, 2, 1, bắt đầu cắt băng khánh thành. Xin chư thiên và nhân loại quan hỷ cho chúng con nhân dịp lễ khánh thành thánh thất cao đài hôm nay. Tắt nhạc. Hành tổng tam môn xin mời bốn
và trong đó cũng có anh Nghĩa bước qua cổng Trung ương Đài. Cờ trắng là trắng lòng trăm họ, cầu Thái Thượng Lão Quân cởi trâu thần hạ phàm cứu độ. Có mây, có núi, ông về Thiên Cẩm Sơn, kêu gọi trăm họ kỳ ba tu hiền, quyết lòng tu sửa cho tròn người ơi, long hoa đại hội ông Đà phong danh. Cờ đen vùng đất trấn an, kim khang xích long cuộc trấn nơi mình. Dù cho lửa cháy nước tràn, bà ma quỷ phá, chúng ta cũng không tu hiền, lòng không lai đẹp ngạc nhân. Nhìn chúng ta dẫn chất, như con rồng cháu tiên và con sĩ phẩm liên hoan. Quyền lòng không đáy, có ai linh hồn được thanh. Có lời gửi đến linh đệ và tỉ mụ, cánh lòng ta nhiều nhất trời lai. Bến thuyền có gì anh thiền thuyền này đó. Ồ, vậy là Phật. Đầu qua thiền Quát Nhã nha quý vị. Ở đây là ngài Thái Thượng Lão Quân. À, Nam Mô A Di Đà Phật. Bên đây là thiền Bát Nhã nha quý vị. À, đây là thiền Bát Nhã ha. Cắm cờ nhưng mà chưa có dỡ màn che nha quý vị. Cắm cờ xong dỡ màn che luôn nó mới đẹp. Dỡ luôn con Tư, bên kia dỡ rồi. Tiếp luôn, bắt đầu dỡ chiếc thuyền Bát Nhã nha quý vị, thuyền rồng nha. Dạ. Đây nè quý vị, hồi ơi, không rồng lớn như vậy. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị, bắt đầu dỡ chiếc thuyền Bát Nhã ra nè quý vị. Một con rồng ha. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức mở khóa kinh hồi hướng phước báo cung kính thượng tọa. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chung độ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọa nhàn. Chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tướng được mà hưởng. Chúng hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lẫn thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người là phước được rải, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hỷ lập chung, hưởng được phước với ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thật sanh an mãn trường, xin thâu phước báo cúng dường, quá thành thực thắm mùi hương thọ lòng. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Phần các băng thánh thành đến đây đã kết thúc. Kính cung thỉnh chư hòa thượng thượng tọa chư đại đức tăng trụ trì và đại diện các chùa Quang Lâm về thánh thất để nghỉ đại lao. Sau khi đó là phần kinh hành. Phần này xin mời cô Bảy đứng ra để phục vụ giúp chúng tôi để điều phối chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái phần cuối cùng để mà xong cái cuộc băng thánh thành này, con xin mời 12 vị sư cô đứng ra dắt chúng để niệm Phật 108 lần đi vòng trung ương bát quái. Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu di lạc thiên tôn cứu chúng sanh an lạc, cầu lục bát tiên thuyền rồng quá hải cứu người hiền, người hiền tâm an lạc được vào đây chờ ngày chung cuộc chúng ta tu đắc thành. Long qua đại hội một thuyền chung quy,
chúng con quy tụ về đây, chúng con cúng lại một lòng chung. Chúng con cầu nguyện kỳ ba phổ độ, cha mẹ chứng liền. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, đây là bát quái của trùng đài đó, được mở tại núi Cấm nha quý vị. À, tại cao đài tự núi Cấm. À, cầu mong ngày mở hội Long Hoa đó quý vị. À, rất là đặc biệt ha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô. Ở đây có thiền Bát Nhã nha quý vị, rồi có rồng, có bát quái của trùng đài, có Phật Thánh Tiên luôn nha quý vị. Ở bên trong là Bạch Ngọc Cung nha, Lôi Âm Cổ nha quý vị. À, bên đây thì có Thái Thượng Lão Quân nha. Và Nam mô A Di Đà Phật. Đây quá nhiều bà con trở về đây để mà niệm Phật. Và Nam mô A Di Đà Phật. 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 Bây giờ đi quanh cái củ trùng đài quý vị.
để mà niệm Phật 108 biến nha quý vị, 108 câu niệm Phật và Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô A 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 Di Đà Phật. Bát quái cửu trùng đài. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Cao đại tự nha quý vị, và Nam Mô Di Đà Phật. Chùa Cao đại tự thì bữa nay khánh thành cửu trùng đài. Và chú Phú nghe nói là ngày khánh thành cửu trùng đài này để cầu xin cái hội Long Hoa sẽ diễn ra và tới cho đời thượng cổ quý vị. Và Nam Mô Di Đà Phật. Di Đà Phật. Nam Mô A 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 Di Đà Phật. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh.
dường tử già sớm môi nhịp chưa ngủ giả tỳ hay công đức lúc già tình chuyện pháp luân hằng thất gia thịnh phật trụ thế pháp gia thường tùy phật học cổ già chúng sanh tập già khổ giai hội niệm phò công đức hồ thần thành vô biên thân phước giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chữ chúng sanh tốt vàng vô lượng quân phật sát nguyện tiêu tan chúng trừ phiền não nguyện đắc trí huệ chân minh liễu phổ nguyện tội chương tác tiêu trừ thế giới thường hành bồ tát đạo quyền sanh tây phương tịnh độ trung cô phẩm liên hoa quy phụ màu kiên phật ngộ vô sanh tất tôi bồ tát vi bạc lữ quyền dị thự công đức phổ cập cư như tiếng phật đàn chúng sanh giai công thành phật đạo quyền đem công đức đầy hướng về thân tất cả hòa chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là lễ khánh thành vào ngày 9 tháng 9. Chúng con từ Melbourne nước Úc trở về đây thành lễ khánh thành để cầu nguyện cho chăm họ. Và hôm nay con xin có loạt bài nguyện Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô Tam Cõi Cộng Đồng Chứng Minh, Nam Mô Mười Phương Chư Phật Chứng Minh, Nam Mô Thập Thế Chí Bồ Tát Chứng Minh, Nam Mô Cụ Quyền Chăm Hỏi Chứng Minh. Chúng con quy tụ về đây, chúng con cúng một lòng chung, chúng con cầu nguyện kỳ ba phổ độ cho chúng con tu được đắc thành. Hôm nay về đến nơi này lòng thành cúng cẳng cúng dường cho sư cô. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Thầm quốc gia mọi hướng, cùng em cha mẹ thầy tổ, một phương Phật chơi ổ cho các quý vị có lòng quyết tâm để cúng dường cho tăng ni như thế này quý báo tốt thai làm thai được phước xa về đây mà trung quy về đây để cúng cha cúng mẹ cúng Phật tiên thần thánh cúng thầy tổ quý quá quý thai tốt thai. Dạ Nam mô A Di Đà Phật, lành thai lành thai. Được phước xa quý tổ về đây để cho mẹ quy chuyển để về đây làm phận sự. Hồi nãy tôi không biết hai tỉnh không có thiếu hai cô chứ hai còn rồi không biết. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Còn hai cô đang ở trong bếp tiếp cho nấu ăn cho chúng sanh ở cho chị em huynh đệ mình. Hôm nay hai cái ca ba thơ này sẽ gửi lại tặng tay cho hai cô sư cô. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật. Chúng con cuộc lễ hôm nay là đúng. Rồi, là đúng 12 khoan, khoan. Sư cô. Để kết thúc luôn đi. 12 dạ. Sư cô có mặt nơi đây và cuộc lễ 12 sư có mặt nơi đây và 9 người nam cầm cờ, 9 người nữ cầm hoa, có cờ là Long Hoa Đại Hội. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ yeah, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa vị, qua đoạn video này chư phú kính chúc toàn thể vị có sức khỏe, vạn sự bình an trong cuộc sống nha. Thân ái kính chào và tạm biệt nha. Và Nam mô A Di Đà Phật.